chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tiếng học Vào Phạm. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách phát nhạc trong Xcode. Thì ở video clip lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra 3 nút pause, nay stop. Mỗi nút thì sẽ có chức năng riêng biệt và để thao tác với bài nhạc của chúng ta. Thì trong video clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh 3 nút này cho đẹp hơn và giống với app thực tế hơn. Thì trong app thực tế các bạn thường hay thấy đó là cái nút thì không phải là tên nút như thế này mà là một hình ảnh gì đó. Rồi, thì đầu tiên tôi sẽ đi tìm hình ảnh. Các bạn mở cho tôi trên trang web. Rồi, tôi search từ khóa icon play. Rồi, các bạn tìm cho tôi trang i8. Tôi sẽ thêm i8. Đây, các bạn tìm cho tôi trang icon8.com free icon. Vì sao? Vì khi mà các nút các bạn học thì chưa quan tâm lắm, nhưng khi các bạn up app lên store thì vấn đề bản quyền rất quan trọng. Vì thế khi sử dụng icon thì các bạn cần phải có bản quyền của cái icon đó. Và một cách rất là simple, đơn giản để chúng ta có được bản quyền đó chính là chúng ta sử dụng các trang cung cấp free. Đó, tôi vào trong trang icons8.com để tôi tìm. Thì ở đây, giả sử tôi search play. Rồi, khi tôi search play thì trang này sẽ tìm kiếm cho tôi tất cả những icon liên quan tới play và tôi chỉ việc chọn. Ở đây tôi chọn icon này. Rồi, ở đây cho phép chúng ta tùy chỉnh kích thước. Thì với những kích thước to thì các bạn cần phải mua bản quyền, là các bạn cần phải đăng ký tài khoản. Còn chúng ta sử dụng free nên tôi sẽ chỉ chọn kích thước là 50 pixel. Rồi, tôi download về. Tương tự, các bạn tìm cho tôi nút pause. Rồi, tôi sẽ download nút pause cùng màu với nút play. Ok, tương tự tôi chỉnh 50 pixel. Rồi, thì ở trong app thực tế rất ít khi chúng ta sử dụng nút stop, nên tôi tạm thời bỏ nút stop đi. Rồi, tôi cũng tiến hành xóa luôn hàm stop. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ thay hình cho hai nút này. Đầu tiên, nút play. Các bạn tìm cho tôi một image. Đây, ở đây. Rồi, chúng ta tiến hành kéo thả hai tấm hình vừa đeo vào trong project. Đầu tiên tôi kéo thả nút này. Rồi, copy item if needed. Rồi, thứ hai tôi kéo thả nút pause. Finish. Rồi, ok. Giờ tôi sẽ tiến hành chọn image cho nó. Thì ở đây có hai kiểu. Kiểu thứ nhất, khi các bạn chọn image ở trong thẻ image thì các bạn phóng to nút. Đó, thì cái image của chúng ta không có to theo khi các bạn có dán cái bức thần. Rồi, cách thứ hai là các bạn chọn ở trong background. Thì khi các bạn phóng to hoặc thu nhỏ cái bức thần thì hình sẽ co giãn theo. Thì ở đây tôi không muốn nó co giãn nên tôi sẽ chọn ở trong thẻ image. Rồi,
Ok. Đó, tôi có những button. Rồi. Vì có hình ảnh rồi nên tôi không cần trừ nữa. Rồi, xóa trừ đi. Tương tự, các bạn làm cho nút pause. Tôi tiến hành xóa trừ đi. Và tôi chèn hình vào. Rồi, ok. Bây giờ tôi run lại thử. Rồi, khi run lại thì các bạn thấy bây giờ hai nút của tôi đã được hình dáng như thế này. Bây giờ tôi sẽ bấm play cho các bạn thử. Vừa run lên chúng ta không có nhạc. Tôi sẽ tiến hành bấm nút play. Rồi, các bạn nghe thấy bài nhạc đã được pha lên. Tôi bấm nút pause. Rồi, tôi play lại. Pause. Rồi, ok. Tiếp theo, trong các app thực tế thì các bạn thấy khi tôi bấm nút play, rồi thì sẽ ẩn cái nút play này đi và hiện nút pause ra. Thì khi tôi click pause thì điều ngược lại. Để làm được điều này thì đầu tiên các bạn lồng hai cái nút này vào cho tôi. Rồi, tôi lồng cho nó chung với nhau. Rồi, ok. Bước thứ hai, các bạn vào trong ViewDeload. Đầu tiên, tôi nói khi vừa run app lên thì nút play của tôi hiện và nút pause ẩn. Tôi sẽ nói click play chấm chấm. À, xin lỗi các bạn, tôi chưa ánh sáng. Thì để thao tác với các cái option, các cái attribute của một đối tượng thì chúng ta cần phải ánh sáng nó kiểu outlet. Rồi, tôi sẽ ánh sáng thêm. Đầu tiên tôi tách hai nút ra cho dễ nhìn. Rồi, tôi ánh sáng. Đầu tiên tôi nói play. Thuộc tính đi. Option. Rồi. Kiểu outlet. Ok, tiếp theo tôi nói pause option. Option cũng kiểu outlet nha các bạn. Rồi, xong. Tôi lồng hai nút lại. Rồi, ok. Trong view delete tôi bắt đầu viết play option.hidden. Các bạn nhớ thuộc tính hidden nha. Rồi, thuộc tính này thì sẽ trả về một kiểu boolean. Các bạn nói play nút vừa lay lên thì hiện, có nghĩa là hidden là false. Rồi, thứ hai, pause option vừa lay lên thì ẩn, hidden bằng true. Rồi, tiếp theo tôi nói trong hàm play, khi bấm play thì play option chấm hidden bằng true để ẩn đi, và pause option chấm hidden bằng false. Rồi, tương tự tôi vào hàm pause, tôi nói play pause, xin lỗi các bạn, pause option chấm hidden bằng true và play option chấm hidden bằng false. Rồi, tôi run thử. Rồi, các bạn thấy app của chúng ta vừa run lên thì không có nhạc và nút play thì đang hiện. Chúng ta không thấy nút pause. Tôi sẽ bấm play thử. Đó. Khi tôi play thì có bài nhạc và nút play đã ẩn đi, nút pause hiện lên. Bây giờ tôi bấm pause. Rồi, nhạc dừng và có hiện ra nút play, tôi play. Đó. Như thế tôi đang dẫn các bạn cách tùy chỉnh custom button play pause để lay nhạc cho đẹp hơn và đúng với app thực tế hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.